Xin mời sự chia sẻ của Trung ạ. Xin mời Trung. Dạ, em chào lại anh Thơ Quang và chào lại tất cả mọi người đang trên diễn đàn. Thì hôm nay cái chủ đề anh đưa ra thì em có cái nhìn nhận theo cá nhân em là như thế này. Cái đầu tiên mà chúng ta muốn nói đến là cái các anh ấy so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Em thì em rất ít khi so sánh Việt Nam với Hàn Quốc bởi vì là các anh ở Mỹ, thế nên em thích so sánh với Mỹ hơn. Đấy. Thế nhưng mà các anh ấy đã nói như vậy thì chúng ta cũng phải tìm hiểu một chút. Thì có lẽ về mặt lịch sử thì anh em mình đã nắm được rồi. Đó là cái quân đội Hàn Quốc dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Park Chung Hee thì đã tham chiến tại Việt Nam từ chính thức từ năm 1964 đến năm 1973 với số lượng là hơn 352.000 quân. Và những cái Xin mà lỗi Trung, ở dưới có vài người phản ảnh là Trung nói âm thanh hơi nhỏ, thì xin mọi người xác nhận lại dùm cái là nghe rõ Trung nói mà, bởi vì nhiều khi cũng do đường truyền á, cũng có người nghe rõ có người không thì không biết thế nào ạ. Dạ mọi người. Dạ, thế để em nói to hơn một chút, có nghĩa là qua cái chủ đề mà anh em mình ngày hôm nay đưa ra thì đầu tiên ấy thì em không muốn so sánh với Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước khác, bởi vì chúng ta phải hiểu một điều là so sánh nó khập khiễng, nó rất là Đúng khập rồi. khiễng và nó không có giống nhau. Thế nhưng mà nếu mà để mà so sánh thì em lại thích so sánh với chính cái thiên đường các anh ấy hơn. Thế nhưng mà khi đã đề cập đến Hàn Quốc thì chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút. Dĩ nhiên ở đây về mặt lịch sử thì ai cũng biết, ở đây anh em chúng ta cũng không phải là đào bới lại lịch sử để trách móc hay để phê phán hay cái gì cả, bởi vì giai đoạn lịch sử đó nó có những cái bắt buộc mà có thể người ta không muốn nhưng có thể người ta muốn. Thế nhưng chúng ta nói lại một chút để anh em ta hiểu hơn. Thì có nghĩa là cái Hàn Quốc ấy, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Park Chung Hee năm đó là đóng một vai trò rất là tích cực trong chiến tranh Việt Nam. Thì chính thức Hàn Quốc gửi quân tham chiến là từ năm 1964 đến năm 1973. Thì Hàn Quốc đã gửi hơn 325.000 quân nhân đến Việt Nam để tham chiến với tư cách là đồng minh. Thì cái nguyên nhân á, cái nguyên nhân ở đây chúng ta hiểu là đầu tiên á, thì năm 1954 là Hoa Kỳ đã gửi dưới thời tổng thống mà Lyndon Johnson ấy đã yêu cầu là lực lượng Hàn Quốc tham gia. Thế nhưng mà Hàn Quốc đã từ chối. Đấy, thế nhưng sau này thì khi mà đạt được cái thỏa thuận về viện trợ kinh tế thì bên cạnh đó thì cũng có một số quan điểm cho rằng là binh sĩ Hàn Quốc là phải chiến đấu để trả ơn cho những hy sinh mà người Mỹ đã làm trong chiến tranh Triều Tiên. Cái này là chúng ta hiểu đúng không ạ? Có nghĩa là phải trả ơn nhé. Thì đây là cái tư tưởng của các anh ở bên kia đây. Thì lúc đó thì Mỹ đã Hàn Quốc đã chính thức gửi gửi quân sang tham chiến. Và cái mức lương ở ở Việt Nam đối với cái binh sĩ Hàn Quốc giai đoạn đó nó rơi vào khoảng 37,5 đô la mỗi tháng. Thì nếu mà vào giai đoạn đó thì rất là cao, đúng không ạ? Thì mọi người có thể biết. Còn các cái hoạt động quân sự và tội ác chiến tranh thì bây giờ trên các cái trang thông tin điện tử, đặc biệt là cái trang Google, nó đang còn rất nhiều từ hình ảnh, đúng không ạ, cho đến các cái nội dung khác thì mọi người có thể tham khảo. Chúng ta không có không không có nói lại, bởi vì các cái cuộc thảm sát này nó mang đến cái đau thương cho những người dân và gia đình ở cái nơi đó nói chung, và người dân Việt nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Thì chúng ta cũng không đưa hình ảnh lên đây, mặc dù em có hình ảnh đây, nhưng mà đưa lên thì nó gợi lại cái đau thương cho rất nhiều người, thế nên em không đưa lên. Đúng rồi. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy cái nguyên nhân chính để Hàn Quốc tham chiến đó là gì? Đó là viện trợ kinh tế và trả ơn Mỹ trong cái cuộc chiến tranh Triều Tiên. Cái này nó thể hiện cái tư tưởng gì? Ngoài về vấn đề kinh tế thì nó còn mang cái tư tưởng là gì ạ? Trả ơn. Chúng ta hiểu cái từ trả ơn. Thì trả ơn ở đây cũng giống như kiểu các anh ở bên kia thế giới các anh hay nói thôi, luôn luôn bây giờ cũng vậy, đều là trả ơn. Và cái lực lượng Hàn Quốc tham gia đấy thì có thể nói là về số lượng quân số chỉ đứng sau quân đội Hoa Kỳ thôi, chứ còn lớn hơn rất nhiều so với Úc, Thái Lan, Philippines hay New Zealand hoặc các nước khác cùng cùng tham gia. Thì Việt Nam chúng ta đã xảy ra cái cuộc chiến tranh này
thì nó dẫn đến đau thương cho đến đến ngày hôm nay vẫn chưa nguôi ngoai đối với nhiều người. Các bác, các chú, các ông đang còn sống và kể cả những người là phụ nữ may mắn sống sót trong các cái cuộc thảm sát của quân đội Hàn Quốc. Đấy, dĩ nhiên là sau này, về sau này thì đã cũng có những cái mà những người dân của Hàn Quốc người ta cũng đã có cái nhìn nhận nó khách quan, nó khách quan, và nó có nhiều cái mà để người dân Hàn Quốc nhìn nhận. Thì trong đó có cái báo Hankyu Re 21 ấy, thì người ta đã công bố những cái sự thật này đối với người dân Hàn Quốc, và lúc đó xã hội Hàn Quốc đã đón nhận một cú sốc rất là lớn. Thì cái này được đăng tải năm 2016, và trong đó thì cũng có những người ta thể hiện cái đau thương rất là rõ ràng. Ví dụ như nhà sư Me Jong Jin ấy, đã quỳ lại trước bia tưởng niệm thảm sát nạn nhân Việt Nam của lính Đại Hàn ở Điện An, địa bàn Quảng Nam. Thì cái này hình ảnh vẫn đang còn. Thì có nghĩa là khi mà sự thật được phơi bày thì người ta cũng đã có những cái mà cái hành động cụ thể của người dân Hàn Quốc ấy, cũng là tri ân lại đối với những cái nạn nhân của Việt Nam. Thì người người ta cũng đã phát biểu rằng là chỉ có nạn nhân mới hiểu được nạn nhân. Thì chúng ta có thể thấy, bởi vì trong lịch sử Hàn Quốc thì cũng đã xảy ra rất nhiều các cái cuộc chiến tranh xâm lược, từ các cái giai đoạn từ thời kỳ phong kiến đến thời kỳ hiện đại. Thế nhưng mà chúng ta không nói sâu ở nội dung này, bởi vì nói quá sâu thì nó lại động chạm đến 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 quốc gia hiện nay và đến các cái nước có liên quan. Mặc dù nó là lịch sử, thế nhưng mà chúng ta không không đề cập quá sâu. Thì qua đó chúng ta có thể thấy được là cái mục đích thật sự khi người ta tham chiến nó là cái gì, đúng không ạ? Nó là cái gì, và cái hình ảnh để lại đến ngày hôm nay nó là cái gì, nó là tội ác hay nó là cái gì, thì mọi người có thể nghiên cứu tìm hiểu và đưa ra quan điểm của mình. Đấy. Và chính các cái cuộc thảm sát này đã được các cái nhà điều tra của Hoa Kỳ ngày đó người ta cũng cũng kết luận rất rõ ràng, và các cái nhân chứng còn sống thì người ta cũng nói rất là cụ thể đấy, chứ cũng không phải là chúng ta đưa ra để xuyên tạc như mấy cái anh bên kia thế giới ấy. Thì mới đây nhất, đúng không ạ, mới đây nhất thì có cái trang gọi là cái trên tài khoản cá nhân Twitter đấy của cô Yijon này, cô ấy đưa ra cái lời tố cáo rất là rõ ràng. Rõ ràng đó là cái dẫn số liệu từ cái Korean Story ấy, nói về 33% cái số xâm hại tình dục Hàn Quốc được gây ra bởi lính Mỹ. Thì cái lực lượng lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc này thì có lẽ chúng ta cũng đã biết rồi. Đó là sau khi mà cái việc chiến tranh Triều Tiên ký cái hiệp định đình chiến. Chúng ta phải hiểu Triều Tiên hiện nay vẫn chưa kết thúc chiến tranh nhé. Đấy, chưa tuyên bố kết thúc chiến tranh mà chỉ là đình chiến thôi. Đấy, ngừng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên thôi. Đấy, thì lính Mỹ người ta đồn trú từ cái giai đoạn đó đến bây giờ. Đấy, đến bây giờ. Và cái lực lượng quân số của lính Mỹ đấy thì ngày một tăng. Đấy, ngày một tăng. Thì hàng năm chính phủ Hàn Quốc đã phải trả cho cái lực lượng này cái số tiền tương đối lớn. Đấy, thì như năm 2021 người ta đã thống kê là Hàn Quốc đã phải phải trả là hơn 1 tỷ đô. Đấy, tăng Xin chào Ngọc Sơn. 13,9% so với năm 2020 để mà thỏa thuận quân đội Mỹ đồn trú. Chúng ta có thể nói là giống như cái lực lượng bảo vệ đấy. Bảo vệ cho chính phủ Hàn Quốc trong suốt cái thời gian qua, và mỗi năm như vậy thì cái mức chi phí nó tăng lên. Và cái lính Mỹ cũng ngày càng tăng lên. Thì cụ thể là đến năm 2000 kết thúc năm 2020 thì vẫn còn 28.500 binh sĩ của Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được là cái việc mà trả công, đúng không ạ? Hay còn gọi là thuê bảo vệ này nó không phải là nhỏ, mà cái tiền này lấy ở đâu ra? Cái tiền này không phải thuế của dân thì lấy ở đâu ra, đúng không ạ? Và Đúng cái mức đóng góp này nhá là vẫn thấp hơn nhiều, có nghĩa là cái mức mà chi trả là 1,303 tỷ đô la này nó vẫn thấp nhiều so với yêu cầu của tổng thống Mỹ giai đoạn đó là Donald Trump đưa ra. Đó rồi. là ông ta yêu cầu phải là 5 tỷ đô la. Đấy, đúng không ạ? Bạn tốt đây, bạn Đúng. tốt ở chỗ này, đúng không ạ? Anh trả Đúng. cho tôi hơn 1 tỷ nhưng mà yêu cầu của tôi là 5 tỷ đô la. Đấy, thì cái số tiền này thì chúng ta có thể hỏi là
Chính phủ Hàn Quốc lấy đâu ra? Chính phủ Hàn Quốc lấy đâu ra, đúng không ạ? Và cái việc mà có cái lực lượng quân đội của nước khác đồn trú trên đất nước mình, nó có gọi là độc lập không? Chính thức là độc lập không? Khi mà có một quân đội của nước khác đồn trú tại nước mình. Đấy. Thế các anh bên kia thế giới, các anh lại không đặt ra một câu hỏi tại sao Mỹ không bao giờ cho bất kỳ ai, cá nhân, tổ chức nào thành lập lực lượng quân đội hoặc đưa lực lượng quân đội đến đồn trú tại Hoa Kỳ. Tại sao các anh không đặt ra câu hỏi đó? Đúng không ạ? Cái đó nó mới là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đó nó mới thể hiện cái quan điểm của Việt Nam, đó là gì? Độc lập, tự cường, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ. Đấy, không có cái lực lượng quân đội hay là cái lực lượng anh nào thành lập lực lượng quân đội hoặc là đưa lực lượng quân đội đến đồn trú tại Việt Nam. Rất rõ ràng như vậy. Và quan điểm của đất nước Việt Nam chúng ta thì ai cũng có thể hiểu, đúng không ạ? Không có tham gia bất kỳ vào cái vấn đề liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải hay là các cái vấn đề khác của các quốc gia khác, mà chúng ta sẽ thể hiện quan điểm trên tinh thần ngoại giao. Đấy, tinh thần ngoại giao. Thì đất nước Hàn Quốc được như ngày hôm nay cũng là một cái nỗ lực phát triển của Hàn Quốc. Thế nhưng mà nhìn lại giai đoạn lịch sử thì không phải tự dưng mà có. Một là gì? Một là các anh là tham gia với lực lượng đánh thuê, được trả tiền. Đấy, được trả tiền vào giai đoạn đó để các anh lấy cái kinh phí phát triển đất nước. Đấy, phát triển đất nước. Và đến ngày hôm nay các anh cũng phải sử dụng chính cái kinh phí ngày xưa được thuê để các anh trả cho người ta, để người ta đồn trú, để bảo vệ cho các anh trong những năm vừa qua. Và tất cả những cái vụ mà việc xảy ra liên quan đến lính Mỹ thì chúng ta có thể, ở Hàn Quốc đấy, thì chúng ta có thể tìm hiểu trên Google, nó có rất nhiều. Thì sau khi cái việc đó thì ở đây chúng ta so sánh hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với chính phủ Việt Nam thì tất cả công dân của Việt Nam hoặc các nước khác khi đến làm ăn, sinh sống, học tập và kinh doanh ở Việt Nam thì anh phải chấp hành theo đúng cái pháp luật của Việt Nam. Nếu như anh không chấp hành thì anh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thì cái này là cụ thể như trường hợp Châu Văn Khảm chẳng hạn, thì tí nữa em sẽ nói sau. Đấy, cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta so sánh giữa cái bảo hộ công dân và như anh em mình đã nói ngay từ đầu đấy. Thì chúng ta có thể thấy là đối với công dân của Hàn Quốc ở trong nước bị một lực lượng ở nước ngoài người ta đến, người ta có những cái hành vi như vậy. Thế nhưng mà cái hành xử, cái xử lý nó không rõ ràng. Đấy, nó không rõ ràng. Và nó gây ở đây là gì? Gây thiệt hại cho chính người dân của mình. Nó đối lập hoàn toàn với cái hành động của Bộ Ngoại giao Việt Nam thể hiện trong cái việc của cái cô Đoàn Thị Hương đó. Mặc dù nội tình như thế nào thì chúng ta không thể biết được. Nó thuộc về cơ quan điều tra của lực lượng Malaysia và các nước có liên quan, cái đó thuộc lĩnh vực cấp cao, chúng ta không đề cập. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thì chúng ta có thể thấy được cái việc bảo hộ công dân Việt Nam mình khi Bộ Ngoại giao lên tiếng. Đấy, đúng không ạ? Lên tiếng ở đây không phải là lên tiếng binh vực như một số thành phần khác là phải yêu cầu là phải trả tự do ngay lập tức hay cái gì cả, mà chúng ta nói rất rõ ràng đó là công dân Việt Nam. Chúng ta có thể hiểu là công dân Việt Nam đến Malaysia thì anh cũng phải chấp hành theo pháp luật Malaysia, còn nếu anh vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật Malaysia. Thế nhưng cái bảo hộ ở đây là bảo hộ gì? Chúng tôi, đúng không, nêu quan điểm và thể hiện rất rõ là mong muốn cơ quan chức năng Malaysia thực hiện việc điều tra, xét xử và tuyên án theo đúng quy định pháp luật và phải khách quan, đúng không ạ? Khách quan, trung thực, đảm bảo quyền lợi của người dân Việt Nam. Đó là cái quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với bất kỳ một công dân nào là người Việt Nam ở nước ngoài khi vi phạm. Mà đây không phải riêng trường hợp, chúng ta chỉ đưa ra một ví dụ thôi. Có nhiều trường hợp khác thì chúng ta cũng đã lên tiếng bảo hộ cái quyền của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Đấy, mặc dù là chúng ta không có cái kiểu mà có thể nói là mù quáng và bất chấp như kiểu các anh ở thế giới bên kia, đó là yêu cầu trả tự do. Nếu như anh không vi phạm pháp luật của nước sở tại thì người ta sẽ không bắt và xử lý các anh. Chúng ta phải hiểu như thế. Không ai vô cớ cả. Thế nhưng mà cái sự lên tiếng đó nó rất là quan trọng và cần thiết để đảm bảo cho người dân Việt Nam, công dân Việt Nam ở nước ngoài có được các cái quyền bình đẳng so với người dân ở nước sở tại. Đảm bảo người ta có những cái mà khi mà nhà nước đã lên tiếng thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái việc là gì? Ảnh hưởng ở đây không phải là chúng ta bao che hay là xóa đi tội lỗi, mà ảnh hưởng ở đây để giúp cho người dân Việt Nam có những cái quyền lợi tối cao khi bị xét xử ở nước ngoài. Đó là cái mà nội dung thứ nhất em đề cập.
Nội dung thứ hai Chung đó chung là chung khi chung mà nói trước về trước 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 khi Chung vào nội dung thứ hai á, anh xin hỏi Chung thế này nè. Qua cái câu chuyện của công dân Đoàn Thị Hương đúng không, với lại những cái câu chuyện mà nó liên quan tới dịch bệnh suốt 2 năm nay, khi chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã có những cái chuyến bay giải cứu đưa công dân, kể cả những công dân khi có những nước nào đó trên thế giới mà nó bị bất ổn về tình hình chính trị á, như cái câu chuyện bên Myanmar đúng không ạ, và những quốc gia khác nữa, thì chính quyền Việt Nam ha lập tức tổ chức những chuyến bay sơ tán đưa công dân về nước ngay, hoặc như câu chuyện của công dân Đoàn Thị Hương cũng vậy. Anh đồng ý với Chung, tức là anh đã đi sang một cái quốc gia nào khác, anh phải tôn trọng luật pháp của nước họ, và anh đã vi phạm thì anh phải chịu thôi. Nhưng và trên tinh thần mọi người thấy rõ không, có nghĩa rằng chính phủ không bỏ rơi ai lại phía sau cả, và những cái câu chuyện đó chúng ta sâu chuỗi lại, chúng ta có thể kết luận rất là rõ ràng được không, là một điều có phải Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam là một chính quyền, một nhà nước do dân và vì dân hay không, đúng mà đó, Chung thấy thế nào về cái việc đó? Dạ, thì chúng ta, các anh bên kia thế giới thì các anh ấy luôn xuyên tạc, nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng em nói cũng cũng nói nhiều thế, nhưng mà mọi người có cảm nhận được cái không khí Tết cổ truyền năm 2022 này nó rất là đặc biệt ở đây là có những cái hoàn cảnh mà những người đi xa không thể về được, đấy, cũng có những cái mà nó hạn chế hơn. Ở đây nhà nước không nghiêm cấm nhưng người dân tự ý thức cũng hạn chế hơn trong cái việc đi du lịch, đi chơi thăm thú như mọi năm. Đấy thì nó cũng thấp hơn. Đấy thì chúng ta có thể nhìn nhận được đó là gì? Đó là nỗ lực của chính phủ. Rồi là Đúng cái rồi. việc tiêm vaccine COVID cũng vậy, đúng không ạ? Lãnh đạo Đảng nhà nước đã có những hoạt động con thoi, chúng ta có thể nói như vậy, để gì ạ? Để ngoại giao với các nước, vừa là mua, đúng không ạ? Mua ấy vaccine của các nước về để phục vụ cho cái việc tiêm phòng cho người dân Việt Nam. Cái đó là cái nỗ lực rất lớn mà không phải chính phủ nào cũng có. Thậm chí như kiểu đơn giản như ở Hoa Kỳ thôi. Thế thì còn có những bộ phận là gì? Bộ phận là ủng hộ bên này, ủng hộ bên kia. Thì một bên ủng hộ việc tiêm vaccine và một bên là gì ạ? Biểu tình phản đối. Dẫn đến cái số lượng người chết và ca nhiễm nó rất nhiều. Đứng đầu thế giới thì chúng ta có thể thấy được là cái nào là cái nhân văn hơn, đúng không ạ? Cái nào là cái vì dân hơn? Rồi khi một quốc Đúng gia, đúng không ạ? Một quốc gia lên tiếng bảo vệ cái quyền lợi của người dân của nước mình ở một quốc gia khác, đó là gì? Đó là sự quan tâm của Đảng nhà nước đối với cái quyền của công dân Việt Nam, bảo vệ quyền công dân Việt Nam. Dù anh có vi phạm pháp luật thì cũng đồng ý là anh sẽ bị xử lý theo pháp luật của nước sở tại, thế nhưng cũng đảm bảo tối cao cái quyền, đúng không ạ, của công dân Việt Nam ở quốc gia đó. Đó là gì? Đó là cái tiếng nói của lãnh đạo Đảng nhà nước, của cơ quan chức năng Việt Nam đối với các quốc gia khác để bảo vệ cái quyền của người dân. Thì chúng ta có thể thấy được cái nhân văn, đúng không ạ, và cái vì dân của lãnh đạo Đảng nhà nước cũng như các cơ quan chức năng có liên quan trong tất cả các vấn đề về người dân Việt Nam. đúng rồi. Ở đây em không phủ nhận, em không phủ nhận cái vấn đề là ví dụ như giải cứu công dân ở nước ngoài, thì chúng ta có thể thấy khi mà đất nước Myanmar có tình trạng bất ổn về chính trị thì ngay lập tức đã tổ chức các cái đoàn, đúng không ạ? Các cái đoàn mà để đưa công dân Việt Nam về nước, các cái chuyến bay giải cứu đấy. Rồi trong đại dịch Đúng rồi. Covid cũng vậy, thì chúng ta có thể thấy là có những cái clip của người dân ở các quốc gia khác, người ta treo những cái khẩu hiệu là mong muốn được trở về Việt Nam. Thì cái đó là cái gì? Cái nhân văn, đúng không ạ? Cái nhân văn vì người dân của Việt Nam ở bất kỳ nơi đâu trên cái thế giới này thì đều mong muốn như thế, thì lãnh đạo Đảng nhà nước cũng đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, em không phủ nhận là trong đó có những thành phần người ta lợi dụng vào việc đó, người ta làm sai với chủ trương của Đảng và nhà nước, thì dĩ nhiên những người làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chứ không Đúng rồi. chúng ta không bảo vệ những cái thành phần này. Đấy, chúng ta không bảo vệ và chúng ta sẽ lên án. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh lợi dụng vào đó, anh làm những cái việc nó không phù hợp, nó không không đúng quy định của pháp luật, thì nó làm mất đi
cái nhân văn của lãnh đạo Đảng nhà nước trong cái việc giải cứu công dân, thì tất cả những người vi phạm sẽ bị điều tra xét xử theo đúng quy định của pháp luật, mà cái đó không phải quốc gia nào cũng có. Chúng ta nhìn nhận lại một vòng, đúng không ạ? Ngay cả bây giờ ở cái tình hình ở Nga và Ukraine đây, thì chính phủ Mỹ cũng đã lên tiếng, đúng không ạ? Cảnh báo người dân Mỹ là di tản, đúng không ạ? Sơ tán khỏi khỏi Ukraine. Nhưng mà sơ tán kiểu gì thì người ta không nói, đúng không ạ? Và có nghĩa là các anh phải tự lo thôi, các anh phải tự lo. Có nghĩa là khi mà mình lên tiếng, thế nhưng mà lên tiếng theo kiểu gì nữa cơ? Ví dụ mình lên tiếng mình bảo là tôi khuyến cáo người dân là nên đi di tản khỏi cái nước đó khi mà tình hình chính trị bất ổn chẳng hạn. Thế nhưng anh lại không, anh chỉ nói là người ta phải di tản thôi, còn di tản cách nào thì anh không nói. Thế có nghĩa là mạnh ai chạy được thì chạy, mà không chạy được thì phải chịu. Nếu mà không may mà xảy ra cuộc chiến thì anh sẽ bị kẹt lại ở đó, mất đúng không? Kẹt lại ở đó. Thì cái hành động thứ hai nữa mà chúng ta nhớ đến đó là gì? Đó là cái việc bất ổn tại Kazakhstan rồi vừa rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nhìn thấy là lực lượng Bộ Quốc phòng của Nga, người ta đã sử dụng trực tiếp các cái máy bay vận tải quân sự để di tản người dân của Nga ra khỏi Kazakhstan. Đó, thì đó cũng là một hành động nhân văn mà Việt Nam mình trước nay đã có nhiều các cái chuyến bay giải cứu như thế, chứ không phải đến bây giờ. Đấy, thì chúng ta nhìn thì chúng ta có thể thấy được thôi. Đó, giữa một bên nói là anh phải di tản, còn di tản cách nào đó là việc của anh. Và một bên nói là gì ạ? Không cần nói các anh phải di tản, mà chúng tôi sẽ đưa máy bay trực tiếp sang để chở công dân của chúng tôi về. Đó là đảm bảo cái tối cao nhất là cái quyền được sống của người dân Việt Nam, dù trong bất kỳ tình huống nào và dù bất kỳ quốc gia nào. Đấy, thì cái đó nó không phải là cái nhân văn và cái đường lối chủ trương đúng đắn, đúng không ạ, của Đảng nhà nước thì là cái gì? Thế nhưng các anh bên kia thì các anh lại vin vào những cái tồn tại mà cái này dĩ nhiên là ai cũng biết thôi, không ai khuyến khích các cái hành động mà anh lợi dụng vào việc đó, anh tư lợi cá nhân cả. Thế nhưng mà các anh lại vin vào đó, mặc dù những người tư lợi cá nhân đã bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được là gì ạ? Các anh ấy chỉ liên tục các anh công kích vào những cái mà các anh đã biết khi chính phủ Việt Nam công bố. Ví dụ những trường hợp đó chính phủ Việt Nam không công bố thì làm sao các anh biết được mà nói, đúng không ạ? Mà khi người ta đã công bố thì có nghĩa là người ta gì ạ? Không bao che, không dung túng, và hành vi đó đáng lên án, cần bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đấy, thì chúng ta có thể hiểu thêm một chút ở cái nội dung mà anh Thơ Quang gợi mở là như thế.